nhà Nhung đi siêu thị Leclerc P4 đến đến đây, nó ở đây nó có cái vòng xoay đó ra chân. À, nhà đang ngồi trong đây. Trong đây rộng lắm rồi nhỉ. Đấy, trung tâm thương mại rộng. Đấy, mình đi mua xúc xích. À, Anna rất thích ăn xúc xích này. Được. Anna đi mua xúc xích với bà vàng. Anna thích ăn xúc xích này lắm cả nhà. Đấy, cái xúc xích này nó có cái vị, nó giống lạp xưởng của Việt Nam á, nhưng mà nó làm mới ăn được. Những cái đồ xúc xích này cả nhà. Anna thích ăn xúc xích này lắm. Papa sơ gì papa. Mình đi đến quầy rượu champagne, mình mua một chai champagne. Đấy. Champagne ở đây đẹp cả nhà. Đấy. Cái chai này cái 65 euro này, to đùng luôn này. Mình sẽ chọn một chai trong đây. Fabiana đi mua củ gai. Mẹ vừa mua hai cái broccoli cho con này. Yeah, con thích không? Rồi, con cho vào xe. Đó, nó thích broccoli lắm cả nhà. Rồi, con cho ra xe. Rồi, xem. Hôm nay Sherry còn 9 logo 32 cân. Đây, Sherry này cả nhà. Táo, tùng, để đi mua trái cây. Đây là đây nó bán Louis Vuitton. Sách từ này cả nhà là 1 euro 59. Rồi. Hành. Rồi. Cái đồ khô người ta bán hoặc là những cây húng này. Đó. Đào dẹp này cả nhà. Những quả đào dẹp. Chỉnh nó dẹp như này này. Hôm nay nó bán cả xoài nữa. Đi đào dẹp của Espanh. Cam, húng, gừng, chanh, quả đào dẹp này của Espanh, bán một cái cây như thế này, một logo 39, đó. 2 euro 79, 78 một cân, rồi. Rồi mọi người mua gần hết rồi này cả nhà. À, qua đây là những cái quả đào. Quả wow, đào dễ thương quá. Cho đụng luôn. Quầy phô mát này cả nhà. Rồi, phô mát lỗ này. Phô mát miếng to này. Ôi. Quá trời phô mát luôn. Đẹp chưa? Phô mát. Đây là đồ dành cho các em bé nè. Anna lớn rồi nên thành ra mình không còn qua đây nữa mua nữa, chứ còn nó hồi xưa là cũng mỗi lần qua đây là nhìn mê lắm cả nhà. Đó, tất vớ rồi các đồ dành cho em bé là đồ rất là đắt luôn đấy cả nhà, rất là đắt, nhưng mà vì dành cho em bé thì chất lượng rất là tốt nên thành ra nó phải giá cả nó phải phù hợp với cái chất lượng như vậy. Đó. Nhìn mê cả nhà vẫn thích, nhìn đồ em bé vẫn thích. Qua mua 1, 2, 3, 4. Ô bà ăn quá, mua quá trời quả melon luôn cả nhà. À, giờ mình ra tính tiền thôi, mình ra xếp hàng tính tiền thôi. Bây giờ mình ra đây mình xếp hàng mình tính tiền, mua một xe đầy luôn cả nhà. Rồi nên cho đồ lên tính tiền. Giỏi lắm. Bây giờ mình mua xong rồi, giờ mình đi về thôi. Yeah, lúc nào cũng đù lên, lúc nào cũng đù lên. Bye bye. Mình ra ngoài rồi.